phân tích hình ảnh đôi bàn tay tơ nú trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành. Truyện ngắn Rừng Xà Nu là câu chuyện kể về cuộc đời của nhân vật tơ nú, tiêu biểu cho số phận và con đường đến với cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Tính cách nổi bật của tơ nú được bộc lộ ngay từ lúc nhỏ, gan góc và táo bạo, dũng cảm và chất phác, đặc biệt là sự gắn bó và trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng. Hình ảnh đôi bàn tay tơ nú thể hiện cuộc đời giản dị và tính cách anh hùng của nhân vật tơ nú, người con và niềm tự hào của dân làng Sô Man kiên cường bất khuất. Mở đầu là hình ảnh hai bàn tay tơ nú lúc còn nhỏ. Ngày ngày tơ nú cùng cô bé Mai lên dãy trồng tỉa, mang gạo nuôi cán bộ Quyết hoạt động bí mật trong rừng sâu. Công việc hết sức nguy hiểm nhưng tơ nú không hề sợ hãi. Khi anh Quyết hỏi, các em không sợ giặc bắt à? Nó giết như anh Sút, như bà Nhan đó. Tơ nú đã trả lời ngay. Cụ Mết nói, cán bộ là đảng, đảng còn, núi nước này còn. Sự hiểu biết về đảng, về cách mạng của tơ nú tuy hồn nhiên mộc mạc nhưng không kém phần đúng đắn và sâu sắc. Bàn tay của tơ nú vụng về, ngượng nghịu cầm viên phấn làm bằng đá trắng lấy từ núi Ngọc Linh về để tập viết chữ lên tấm bảng đen đàn bằng nứa hun khói Xà Nu. Tơ nú đã cầm đá đập vào đầu chảy máu vì giận mình học bài mãi không thuộc hay quên chữ. Hành động ấy thể hiện quyết tâm của tơ nú, bởi tơ nú nghĩ không học chữ sao làm được cán bộ giỏi. Bàn tay tơ nú khéo léo giấu cái thư bí mật của anh Quyết mang về huyện theo đường giao liên để nộp cho cấp trên. Khi bị giặc bắt, tơ nú đã kịp nuốt luôn cái thư. Giặc giải tơ nú về làng, bắt tơ nú khai ra người nào là cộng sản ở đâu. Tơ nú đã dũng cảm đặt tay lên bụng mình rồi nói, ở đây này. Bị giặc bỏ tù, 3 năm sau, tơ nú vượt ngục trở về làng. Đôi tay anh cần mẫn lấy đá trên đỉnh núi Ngọc Linh về để dân làng mài giáo mác giết giặc. Lớn lên, đôi bàn tay tơ nú thể hiện tình yêu thủy chung với vợ con và quyết tâm chiến đấu chống quân thù. Trong cái đêm lũ giặc hèn hạ dùng mẹ con Mai để nhờ bắt tơ nú nhằm triệt phá phong trào cách mạng của dân làng Sô Man, hai bàn tay của anh bất lực níu chặt lấy gốc cây bứt đứt hàng chục trái, và khi từ chỗ nấp cắn răng nhìn cảnh vợ con bị giặc tra tấn. Cây sắt thứ hai đập vào trước ngực Mai, chị lật đứa bé ra sau lưng, nó lại đánh sau lưng, chị lật thằng bé ra trước ngực. Trận mưa cây sắt mỗi lúc một dồn dập, không nghe thấy tiếng thét của Mai nữa, chỉ nghe đứa bé khóc ré lên một tiếng rồi im bặt, chỉ còn tiếng cây sắt nện xuống hừ hừ. Mặc dù cụ Mết ra sức ngăn cản, nhưng trước cảnh vợ con bị giặc đánh đập tàn bạo, tơ nú không thể chịu nổi. Hai con mắt anh bây giờ là hai cục lửa lớn. Tình yêu thương vợ con tha thiết và căm thù giặc sôi sục khiến tơ nú thả chết, xông ra để cứu vợ con. Một tiếng hét dữ dội, tơ nú đã nhảy sổ vào giữa bọn lính. Anh không biết đã làm gì, thì thấy thằng lính giặc to béo nằm ngửa ra giữa sân, thằng Dục chạy vào nhà ưng. Tiếng lên đạn lách cách quanh anh, hình ảnh hai mẹ con Mai chui vào ngực anh, hai cánh tay rộng lớn như hai cánh lim chắc của anh ôm chặt lấy mẹ con Mai, và hai mẹ con chết trong vòng tay ấy như đẩy nỗi đau đớn lên đến tột cùng. Tơ nú có sức mạnh, có lòng gan dạ và quả cảm, nhưng anh không cứu được vợ con. Cuối cùng anh bị giặc bắt vì chỉ có đôi bàn tay không, giữa lũ giặc hung tàn lăm lăm súng đạn. Câu chuyện bi thương của tơ nú đã thành một bài học xương máu mà cụ Mết mong tơ nú và con cháu sau này luôn luôn ghi nhớ. Nghe rõ chưa? Các con rõ chưa? Nhớ lấy, ghi lấy. Sau này tao chết rồi, mày còn sống phải nói lại cho con cháu. Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Đó là chân lý giản dị mà vô cùng đúng đắn của thời đại đấu tranh giải phóng dân tộc. Chân lý ấy mang đến cho tác phẩm một ý nghĩa khái quát rất cao. Ấn tượng không thể phai mờ trong lòng người đọc chính là hình ảnh đôi bàn tay tơ nú bị giặc cuốn rẻ tầm nhựa Xà Nu rồi đốt cháy trong cái đêm anh bị bắt. Hình ảnh ấy vừa có ý nghĩa tố cáo tội ác dã man của kẻ thù, vừa thể hiện lòng dũng cảm, khí phách kiên cường của tơ nú. Đây là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc, giàu tính tạo hình, được nhà văn Nguyễn Trung Thành chú ý tô đậm và nhấn mạnh. Bọn giặc đốt 10 ngón tay tơ nú nhằm khủng bố và tiêu diệt ý chí phản kháng của dân làng Sô Man. Thằng ác Ôn Dục đã giơ cao ngọn đuốc, cười sằng sặc và dọa:
đứa nào muốn cầm dựa, cầm giáo thì coi bàn tay thằng Tơ Nú đây. Kẻ thù tìm mọi cách để tiêu diệt lòng yêu nước của dân làng Sô Man. Chúng tra tấn Tơ Nú ngay trước sân nhà rông, trong không khí căm thù sôi sục của dân làng. Tác giả miêu tả rất kỹ hình ảnh 10 ngón tay Tơ Nú bị giặc đốt cháy bằng những câu văn gây xúc động mạnh mẽ. Một ngón tay Tơ Nú bốc cháy, hai ngón, ba ngón. Không có gì đượm bằng nhựa xà nu, lửa bắt rất nhanh, 10 ngón tay đã thành 10 ngọn đuốc. Tơ Nú nhắm mắt lại rồi mở mắt ra trừng trừng. Trời ơi, cha mẹ ơi, anh không cảm thấy lửa ở 10 đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng, máu anh mặn chát ở đầu lưỡi. Răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Anh không kêu lên, anh quyết nói. Người cộng sản không thèm kêu van. Tơ Nú không thèm, không thèm kêu van. Nhưng trời ơi, cháy, cháy cả ruột đây rồi. Anh quyết ơi, cháy. Không, Tơ Nú sẽ không kêu, không. Hình ảnh đôi bàn tay cháy rừng rực của Tơ Nú thể hiện phẩm chất dũng cảm phi thường của người anh hùng thời đại. Tuy da thịt bị thiêu đốt đau đớn tột cùng, nhưng anh không hề khóc lóc kêu van. Thái độ căm thù giặc mãnh liệt hiện rõ trong đôi mắt trừng trừng, trên đôi môi bị chính anh cắn nát, trong vị máu mặn chát ở đầu lưỡi. Nỗi đau nén lại trong lồng ngực để rồi òa vỡ ra thành một tiếng thét dữ dội. Tơ Nú đã thét lên tiếng thét căm hờn, khinh bỉ vào mặt lũ tay sai tàn ác. Tiếng thét ấy làm cho dân làng Sô Man bừng tỉnh, thôi thúc dân làng vùng dậy cầm giáo mác giết chết cả tiểu đội lính ngụy. Tơ Nú thét lên một tiếng, chỉ một tiếng thôi, nhưng tiếng thét của anh bỗng vang dội thành nhiều tiếng thét dữ dội hơn. Tiếng giết, tiếng chân người đạp trên sàn nhà ưng ào ào, tiếng bọn lính kêu thất thanh, tiếng cụ Mết ồ ồ, chém, chém chết ị. Cụ Mết đúng rồi, cụ Mết đã đúng đấy, lưỡi mác dài trong tay. Thằng Dục nằm dưới lưỡi mác của cụ Mết, và thanh niên, tất cả thanh niên trong làng, mỗi người một cây dựa sáng loáng, những cây dựa mài bằng đá Tơ Nú mang từ đỉnh Ngọc Linh về. Sau đêm đó, Tơ Nú rời làng tham gia lực lượng vũ trang. Đôi bàn tay ấy với các ngón tay bị cụt như một chứng tích tội ác của quân thù. Thời gian dần dần làm lành vết thương trên 10 ngón tay Tơ Nú, nhưng nỗi đau mất vợ, mất con vẫn còn nguyên đó. Anh không thể nguôi quên. Đôi bàn tay cụt mỗi ngón, chỉ còn hai đốt của Tơ Nú tiếp tục cầm súng chiến đấu với kẻ thù. Trong một trận đánh, Tơ Nú đã dùng đôi bàn tay không còn nguyên vẹn của mình bóp chết tên chỉ huy giặc khi nó cố thủ trong hầm. Đôi bàn tay Tơ Nú là dấu ấn khắc ghi quá khứ đau thương, mất mát cũng như sự trưởng thành của anh. Giống cánh rừng xà nu với sức sống bất diệt, đôi bàn tay bị giặc đốt cháy của Tơ Nú vẫn giúp anh đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, diệt Ngụy, và anh đã trở thành niềm tự hào to lớn của dân làng Sô Man bất khuất, kiên cường. Bằng bút pháp sử thi với những hình ảnh đặc tả giàu khả năng gợi cảm, tác giả Nguyễn Trung Thành đã xây dựng nhân vật Tơ Nú thành hình tượng tiêu biểu cho người Tây Nguyên dũng cảm, kiên cường trong thời đại chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh đôi bàn tay Tơ Nú được nhắc đi nhắc lại trong tác phẩm như một biểu tượng đầy ý nghĩa về cuộc đời đau thương, mất mát, hờn căm, là chứng tích tội ác của kẻ thù, thể hiện tính chất khốc liệt của cuộc chiến tranh giải phóng và vẻ đẹp của chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng. Hình ảnh đôi bàn tay Tơ Nú tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, không bạo lực nào có thể tiêu diệt được của con người Tây Nguyên. Hai bàn tay Tơ Nú đã trở thành một chi tiết nghệ thuật đặc biệt có giá trị thẩm mỹ và có ý nghĩa khái quát lớn lao và sâu sắc. Hết bài phân tích.